Chào mừng cô bán chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Minh Châu. Hôm nay Minh Châu giới thiệu cho cô bán chị là một máy cưa xích xăng. Dòng này thì động cơ 2 thì 0.9 kW 25.4 cc của bán chị ạ. Dòng này cô bán chị dùng để cắt cây, cắt gỗ, cắt củi. Ở trong nhà mình cắt những cái cành hoặc những cái khúc cây lớn mình không sử dụng được bằng cưa tay thì tốn sức, thì mình có thể sử dụng cái em này, cưa xích xăng này, dùng để cắt củi những cái khu vực mà đang sử dụng củi thì cũng có thể dùng nha, rất là ok luôn. Dòng này thì lam của máy là 14 inch nha các bạn chị. Đây, cái lam rất là dài nha, 14 inch. Rồi, máy thì có kèm theo vỏ bọc và lam xích này. Phụ kiện đi kèm là một sách hướng dẫn. Ở trong này nó có hướng dẫn đầy đủ về cách thức lắp ráp máy và bảo dưỡng máy luôn nhé. Có đầy đủ ở trong đây luôn. Và một cái bình để pha xăng. Đây là dòng động cơ 2 thì cho nên là dùng để pha xăng, pha nhớt nha các bạn chị. Ở đây nó có bình nó hướng dẫn cho mình cách pha luôn ở trên đây nhé. Bao nhiêu xăng, bao nhiêu nhớt là có ở trên đây luôn. Và một quăng để rót xăng vào bình. Đây, động cơ chính của chúng ta đây. Phụ kiện đi kèm nó bỏ trong một cái túi như vậy nữa này. Đây là một cái xích, một hộp xích và một răng cưa để mình gắn ở đằng trước lam này. Một cái dùa luôn, dùa xích luôn nha. Lục giác, một cây điếu, đây tô vít luôn, có đầy đủ chúng ta luôn cô bán chị ạ. Đây, khi cô bán chị mua về thì ở trong một cái hộp như vậy nhá. Đây là con máy của chúng ta này. Dòng này cầm thì cũng vừa tay thôi, không nặng cũng không nhẹ cô bán chị ạ. Động cơ thì được làm bằng kim loại nhá, hợp kim nhôm và thép. Đây, bên trong, bên ngoài là được bọc một ốp nhựa bằng nhựa PC cao cấp này cô bán chị nhá. Đây, nhìn rất là ok luôn. Hôm nay thì ốp nhựa bên ngoài khi mà động cơ xăng thì hoặc có bô rồi nó sẽ nóng, nên là được bọc nhựa bên ngoài để an toàn cho chúng ta khi sử dụng luôn. Có lẫy để khóa khi sử dụng này. À, có luôn công tắc bật tắt sử dụng. Ở đây cò thì nó có hai cò nhá. Khi mà các bạn chỉ bóp một cái này thì nó sẽ không chạy này. Đây, mình bóp là phải bóp vừa trên này vừa dưới đây luôn nó mới chạy nha. Đây là e ở đằng sau, tháo để vệ sinh lọc gió bô e đằng sau đó các bạn chị nhá. Ở bên đây là cần giật khi mà mình sử dụng xăng này, cho xăng vào thì mình giật. Ở đây là cái bơm xăng, trước khi sử dụng thì mình nhấn vào cái nút này để cho nó bơm một cái, xong rồi mình giật là nó nổ nhá. Phần tra nhớt ở đằng trước để tra xích này các bạn chị, mình cho nhớt thải nhá để mình tra xích cho nó trơn tru, khi mình cắt nó sẽ bảo dưỡng được cái xích về lâu về dài nó ok hơn. Dòng này thì được bảo hành chính hãng là 12 tháng và giá bán tại cửa hàng Máy Xây Dựng Minh Châu là 1.650.000 cho cô bán chị nhá. Một máy như vậy và được bảo hành 12 tháng. Những phụ kiện đi kèm này có đầy đủ nhá, có sách hướng dẫn để cô bán chị có thể lắp ráp đầy đủ luôn, rất là chu đáo luôn cô bán chị ạ. Rồi, một con máy như vậy được bảo hành 12 tháng và giá bán chỉ có 1.650.000 nhá. Cô bán chị ai có nhu cầu thì trực tiếp đến các cửa hàng của Máy Xây Dựng Minh Châu hoặc gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình. Cô bán chị có thể sở hữu tầng nhà nhá, Minh Châu sẽ gửi đến tầng nhà cho các bạn chị luôn. Và các bạn chị đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi để xem những video tiếp theo của Máy Xây Dựng Minh Châu, để phù hợp dòng nào mà nhu cầu sử dụng của mình phù hợp thì ủng hộ Minh Châu nhá. Rồi, video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Chào tạm biệt các bạn chị.